Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube OTK Vlog. Xin hôm nay xin chia sẻ với mọi người một trong những cái thiết bị sử dụng rất nhiều trong các cái tòa nhà lớn như là các cái trung tâm thương mại, bệnh viện cũng có dùng, rồi các cái khách sạn, rồi các cái khu hội nghị. Thì nó sử dụng rất nhiều một cái thiết bị xử lý không khí, thì đó chính là ARU. Thì con ARU hôm nay mình review cho các bạn, nó là một trong những cái ARU mà có rất nhiều các cái thành phần trên đó. Đấy, thì kích thước con ARU này nó cũng không lớn, nhưng mà nó có các cái thành phần cơ bản của một cái ARU. Thì có nhiều cái dòng ARU nó không có những cái thành phần như cái con ARU này, thì mình sẽ chọn đây để làm một con ARU và review cho các bạn từng thành phần của nó. Thế thì con ARU này nó sẽ chia làm hai phần các bạn nhé. Đấy, một phần trên vào từ đây đổ lên này, đây từ đây đổ lên là phần trên này, và đây đổ xuống là phía bên dưới này. Thì cái phần bên dưới nó chính là cái phần quạt cấp, tức là cái phần cấp gió vào phòng. Đấy, còn cái tầng bên trên thì nó là cái quạt hút từ trong phòng ra để thổi ra ngoài trời, tức là gió thải. Cái phần bên dưới này là gió tươi. Đấy, thì trên con ARU này nó có các cái thành phần gì và tính năng cũng như là cái cơ chế làm việc của nó như thế nào thì chúng ta cùng review nhé. Xin mời các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ review từ cái quạt cấp đi lên, tức là đi mình sẽ review theo hướng của đường gió đi vào các bạn nhé. Thì đầu tiên gió đi vào qua cái hệ thống đường ống gió đấy, gió từ ngoài trời đi vào thì qua hệ thống đường ống gió. Thế thì sau khi vào đầu ARU, đây là đầu của ARU, thì chúng ta sẽ gặp một cái đầu tiên, đấy là cái van gió các bạn ạ. Thì cái van gió, cái này nó gọi là van MLD. Đấy, thì nó là cái van nhiều lá, van điều tiết nhiều lá. Đấy, đây các bạn này, con này thì nó có 3 lá, nó nhỏ, nó có 3 lá thôi. Đấy, thì nó được điều khiển bởi một cái van điện từ đóng mở theo được tức là van điện từ này nó đóng mở. Đấy, góc mở là 80 độ trên 80 độ và từ 5 đến 100 độ. Thì nó với mức đóng mở nó có mấy mức thôi. Đấy, thì cái van này nó có tác dụng là điều chỉnh cái lưu lượng gió từ ngoài trời để cấp cho toàn bộ cái ARU này. Đấy là cái thành phần thứ nhất. Đấy, thành phần thứ hai của ARU này đó chính là phin lọc các bạn này. Thì đây là cái phin lọc. Ở đây thì người ta sử dụng đấy là phin túi. Phin có kích thước chiều dài là 600 và kích thước là 592. Đấy, thì cái phin lọc này nó là phin F7, cấp độ lọc của nó là F7. Thì nó sẽ lọc giữ lại các cái bụi ngoài không khí khi mà đưa vào. Đấy, thì nó sẽ giữ lại các cái hạt bụi, trong nó có cái lông, nó sẽ giữ lại các cái hạt bụi. Đấy chính là cái phin này các bạn này. Đấy, thì cái phin này ấy, thì nó được nó sẽ tự động ngăn lại các cái hạt bụi, và nó sẽ có một cái đồng hồ báo ở ngoài này. Và khi mà phin nó bật, đây chính là cái đồng hồ này các bạn này. Khi phin bẩn thì cái độ chênh lệch áp suất cao thì nó sẽ báo là để chúng ta có thể thay phin. Đấy, thì cái này là cấp độ F7 các bạn nhé. Và cái áp suất mà sạch của nó là 55 Pascal và áp suất bẩn là 200 Pascal. Đây các bạn. Đây là áp suất làm việc của nó đây. Áp suất là lúc sạch là 55, còn lúc bẩn là 200 các bạn nhé. Thế khi cái đồng hồ nó báo 200 thì đồng nghĩa việc là chúng ta lên thay cái phin này. Đấy là cái thành phần thứ hai các bạn nhé. Đấy, sau cái phin lọc thì chúng ta sẽ đến một cái bộ phận, đó chính là cái HR-well. Cái này nó gọi là HR-well, nó là heat recovery, tức là bộ phận mà hồi nhiệt. Đấy, thế thì cái hồi nhiệt này thì nó bao gồm những cái gì? Thì nó có một bộ điều khiển đây, KR4R đây, là cái bộ điều khiển các bạn này.
Và bên trong nó có một cái động cơ. Đây, cái động cơ của nó thì ở dưới đây. À mình quên không mở cái này đâu rồi. Nhưng mà dưới này nó có một cái motor 3 pha. Và trên này thì nó có một cái biến tần ở trong, nó sẽ điều khiển tần số quay. Và cái động cơ đấy nó được truyền động đến một cái bánh xe hồi nhiệt. Đây các bạn, bánh xe hồi nhiệt, đây nó gọi là bánh xe hồi nhiệt đây. Đấy, nó gọi là HR-well. Đấy thì cái bánh này nó sẽ có một lửa nằm ở quạt cấp, tức là ở dưới đây. Và một nửa nó nằm ở tầng trên của quạt hút đây các bạn. Đấy, một nửa nó ở trên, một nửa ở dưới. Thế thì khi mà không khí chênh lệch về nhiệt độ thì cái bánh xe này nó quay. Nó cái motor nó làm cho cái bánh xe này quay. Và nó cứ quay lộn từ trên xuống dưới thì nó sẽ cân bằng cái nhiệt độ. Tức là ví dụ trên lạnh dưới nóng thì nó sẽ lấy lạnh trên đẩy nóng đẩy xuống dưới. Đấy, làm lạnh ở dưới. Thì nó là hồi nhiệt. Đấy thì như con này cái năng suất hồi của nó là 39 kW nhá. Cũng tương đối lớn đấy các bạn ạ. Tức là nó khoảng độ 100.000 BTU đấy. Đấy, thế là sau cái thành phần hồi nhiệt này thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái dàn đây. Bạn này, đây cái dàn đây. Thì cái coil này, cái coil này các bạn nhá. Nó giống như là cái dàn ngoài hay còn gọi là dàn nóng ấy, nhưng mà bây giờ máy hai chiều thì nó gọi là audu, dàn ngoài của cái điều hòa hai cục mà nhà chúng ta vẫn sử dụng. Đấy thì nó chính là cái dàn này. Thì cái dàn này nó là cái dàn ngoài, dàn ở bên dưới này là cái tầng quạt cấp nhá. Thì nó sẽ có một cái dàn nữa nằm ở phía trên. Đây chính là cái dàn này. Đấy các bạn này. Thì hai cái dàn này nó sẽ là liên kết với nhau bằng hệ thống ga cộng với máy nén. Thì cái này nó gọi là heat pump. Đấy, thì tính năng của nó thì mình sẽ nói sâu về sau. Nhưng mà hai cái dàn này nó tương tự như là một cái, đây cái dàn này với cái dàn trên này các bạn này, nó tương tự như là một cái, đây nó tương tự như một cái điều hòa hai cục, có máy nén rồi có tất cả các thứ đấy. Đấy thì sau khi chúng ta qua cái dàn đó thì chúng ta sẽ đến một cái tấm này như này. Đây cái tấm tấm này gọi là cái tấm ngăn nước các bạn ạ. Đây cấu tạo của nó thì đấy, tấm ngăn nước đây nha các bạn nhá. Đấy thì các bạn nhìn nhá. Thì cái tấm ngăn nước này nó có tác dụng là khi mà cái dàn này nó lạnh này mà nó có cái nước văng ra ấy, nước ngưng nó bám vào nó văng ra thì nó gặp cái thằng này. Thằng này sẽ không cho đi thẳng nữa mà nó sẽ, đấy nó có cái khe này. Đấy các bạn thấy không? Nó có cái khe mà lại hình cong. Cho nên khi nước nó va vào đây đấy, thì nó sẽ gặp cái thằng, đây nó sẽ gặp cái thằng rãnh bên này. Nó thu giữ lại nước cho khí đi qua và nó rơi xuống dưới cái máng nước ngưng ở dưới đây. Đấy thì cái máng nước ngưng nó sẽ ra cái, đấy cái máng nước ngưng của nó sẽ ra cái đường ống thoát nước ngưng đây. Đấy là cái thành phần thứ tư. Đấy thì sau cái chắn nước này thì lại đến một cái dàn lạnh các bạn nhé. Đến một cái dàn lạnh. Cái này cái coil lạnh này thì cái coil này nó sẽ được nối với hệ thống cấp nước lạnh từ chiller vào. Đấy là cái thành phần thứ năm, tức là cái coil lạnh này các bạn nhé. Đấy thì sau cái coil lạnh này nó lại có một cái chắn nước như thế này. Đấy chính là ở cái vị trí này các bạn này. Thì nó cũng giữ lại nước và nó cho khí đi qua. Đấy thì sau khi không khí qua thằng coil lạnh này nhá thì nó sẽ được làm lạnh xuống. Làm lạnh xuống. Và đối với mùa đông thì nó sẽ làm ấm lên. Đấy. Nhưng mà con này thì nó tiếp theo là đến một cái dàn gọi là dàn nóng. Thực ra cái này nó cũng không hẳn là dàn nóng các bạn nhé. À con này nó có tác dụng là hồi không khí từ dưới này. À hồi cái nhiệt từ dưới này để chuyển lên trên thôi. Bởi vì nó có cái hệ thống nước tuần hoàn chạy vòng quanh. Thì cái này tính năng này mình sẽ nói sâu hơn sau. Đấy là cái thành phần mà cái coi nóng các bạn nhé. Thì đơn giản nó là những cái lá tản nhiệt. Bên trong nó có cái đường ống mao và nó để cho nước đi qua. Đấy là hai cái coil nóng và lạnh thì cái cấu tạo của nó là như vậy. Đấy thì sau cái coil đấy thì
đến cuối của Aru thì chúng ta sẽ thấy là có một cái động cơ. Đấy, đây là động cơ này các bạn này. Thì đây là động cơ 3 pha. Như con này công suất của nó là 2,2 kW. Thì đây là cái động cơ 3 pha. Nó là động cơ hướng trục. Tức là nó sẽ hút cái gió từ phía Aru kia và nó sẽ đẩy vào phòng. Đây, cái hướng này là hướng đẩy vào phòng các bạn này. Đây, nó sẽ hút từ đằng này và nó đẩy vào phòng. Đấy, cái động cơ 3 pha, động cơ này của Siemens. Đấy. Đấy là kết thúc cái phần của quạt cấp các bạn nhé. Thì đấy là cái đường cấp gió, thì đến đây nó sẽ cấp, tiếp tục nó cấp gió đi vào phòng. Đấy thì trong phòng, sau khi mà không khí trong phòng được làm mát rồi ấy, thì nó sẽ có một cái hệ thống đường ống hồi ngược trở lại. Tức là đây, cái đường ống trên này, nó sẽ lấy từ tầng tầng trên đầu ấy, hoặc là xung quanh, nhưng mà ở phía trên cao của cái khu vực nó cung cấp. Đấy, sau đó nó đi vào đây. Thì đầu tiên của cái quạt hút, cái đường hút, đường hút gió thải đấy, thì nó sẽ có một cái phin. Và cái phin này thì nó là, đúng của nó thì nó sẽ là phin F7 các bạn nhé. Cái cấp độ lọc của F7 nó giữ lại các cái hạt bụi mà từ trong phòng nó quay về đây, để nó không cho đi qua các cái dàn lạnh và cái hồi nhiệt, để nó là nó đảm bảo cái độ sạch thôi. Chứ cái này thì nó không mang lại cái độ sạch không khí khi mà đưa vào phòng, nhưng mà nó sẽ hồi và nó giữ lại các cái hạt bụi lớn hơn. Đấy thì sau khi mà đấy qua cái phin lọc thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái cái quạt, cái động cơ quạt các bạn. Đấy, cái động cơ quạt. Đấy, các bạn nhìn cái động cơ quạt này. Đấy thì nó cũng giống như là cái động cơ quạt ở phía đằng quạt cấp. Thì con động cơ quạt hút này nó cũng là 2,2 kW. Đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn rõ cái động cơ nhá. Đấy thì sau cái động cơ quạt thì chúng ta sẽ đến một cái biến tần. Đây thì cái đen đen này chính là cái biến tần này. Thì cái biến tần này nó sẽ điều khiển bởi cái tủ này, và điều khiển cho cái máy nén 3 pha. Đây các bạn này, đây chính là cái máy nén mà nãy mình nói, nó là cái heat pump đấy. Đấy thì nó sẽ, đây cái hệ thống máy nén cũng như là hồi dầu, rồi bình tách lọc các thứ này, làm đây hết, bảo vệ áp suất này. Đấy, con này bảo vệ áp suất này. Đấy, nó nằm đây hết này. Thì cái hệ thống này chính là cái hệ thống heat pump. Đấy, nó nằm ở giữa đây. Và đây là hệ thống tủ điều khiển của nó này, của heat pump này. Đấy thì qua cái heat pump rồi thì nó sẽ đến cái hồi nhiệt, cái HR well vừa nãy. Thì cái phần cấp nó nằm ở dưới, cái phần một nửa của nó nằm ở dưới cấp, một nửa nó nằm trên hút đây. Và sau cái hồi nhiệt này thì chúng ta sẽ đến với là một cái coi. Cái coi này chính là cái coi mà sử dụng ga. Đấy thì đây là cái đường, các cái đường mao tiết lưu của nó đây. Thì cái đường này nó sẽ liên kết với cả cái đường bên dưới này nhá. Cái coi thì nó tạo thành một bộ giống như điều hòa cục bộ nhà mình. Đấy thì sau cái coi đấy là chúng ta sẽ đến một cái tách nước. Đây, nhưng mà cái tách nước này đang lắp bị sai đấy các bạn. Tách nước này chúng ta phải chú ý là nó sẽ làm theo hướng gió nhé. Như này là cái mũi tên này nó đang bị ngược. Tí nữa mình sẽ đảo nó lại. Đấy. Thì đấy là sau cái coi thứ nhất. Là cái coi đấy là coi ga. Thì đến một cái coi nước. Cái coi này, cái coi nước này. Đấy, để nó lại thông với cái coi nào mà nãy mình nói là cái coi nóng mà ở dưới quạt cấp. Đấy, sẽ qua cái đường này. Đấy, nó thông với cái coi nóng này nhá. Đấy, thì cuối cùng, cái thành phần cuối cùng đấy chính là cái van điều tiết nhiều lá tiếp tục. Đấy, như cái quạt hút này thì nó sẽ có, cái đường hút này nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá. Đấy.
thì nó cũng là van nhiều lá và nó cũng được điều khiển bởi một cái van điện từ ở phía sau này. Thì đấy là toàn bộ các thành phần nhá các bạn nhé của một cái Aru. Thì mình xin sơ qua lại, đó là ở bên dưới này nó cũng có van điện từ và van gió, rồi đi qua hệ thống phin lọc, qua hệ thống hồi nhiệt, rồi qua cái dàn của heat pump, qua dàn lạnh, rồi qua cái dàn mà quay vòng đấy, dàn rồi qua rồi động cơ, rồi vào phòng, rồi từ phòng ra gặp phin, phin lại quay ngược trở lại đấy, gặp cả cái thành phần như là máy nén này, rồi heat well, rồi các cái dàn đấy. Đấy, thành phần của một chiếc Aru thì nó chỉ có như vậy thôi các bạn ạ, nó cũng không nhiều những cái thành phần phức tạp như chúng ta nghĩ. Nó tức là những cái thành phần cơ bản của một con Aru thì nó nằm hết ở trong con Aru này đấy. Thì các cái thành phần nó như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu các bạn muốn mà mình làm video chi tiết về một cái thành phần nào đấy để mà hiểu rõ hơn về cái thành phần đó, khi mà video nó cũng dài rồi mình cũng không thể truyền đạt hết được đấy, thì các bạn mà có muốn mình làm về chi tiết một cái thành phần nào như là heat pump hay là heat well hay là về dàn lạnh, dàn nóng hay cái gì đó, thì các bạn cứ comment ở dưới nhá. Thì khi mà cái lượng yêu cầu mà nó đủ lớn thì mình sẽ thực hiện các cái video đấy để mà làm rõ hơn cho các bạn về các cái thành phần đó. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn nhớ like và share cái kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.